Đợi chứ lúc nào nó cũng phá những cái thí nghiệm của mình rồi. Không được, mình không phải để tụi nó phá cái hạch của mình hoài vậy được. Bây giờ ta sẽ cho tụi bay trả giá bằng trọn thế tổ cờ cho bé. Giờ trước tiên mình phải đẩy con máy này ra ngoài chứ đã. Ây da, ây da, ây da, ui da, ây da, ây da, một xíu nữa thôi, một xíu nữa thôi nè, ây da. Bây giờ ta chỉ cần bắn khẩu súng này lên trời thì tận thế tổ gà chấm SE sẽ bắt đầu. Được rồi, tạm biệt thế giới này nha, bắn thôi, ây da. Chị cười vui quá anh em ơi, đúng là hôm nay là một ngày vui khi mà bố tụi mình đang kể chuyện cười cho nhau mà cười bé bụng bơ luôn. Các bạn có thấy vui không thì đừng quên comment ở dưới nha. Nhưng mà mấy bạn đã nghe chuyện cười đâu, kể lại cho mấy bạn nghe. Quên mất để kể lại cho mấy bạn nghe là được rồi. Các bạn có biết cái con hải mã không? Con đó là một cái con nó có hai cái răng ngay cái miệng mà, nhưng mà nó rất là nhọn, và chỉ cần chúng ta tới hỏi nó bạn có phải là hải mã không mà nó gục đầu một cái là cái răng đâm vào bụng là nó chết luôn. Ủa mà cái gì trên trời kìa? Cái gì trên trời là sao? Ôi cái gì? Ôi sao có con gì nó vừa rớt xuống vậy trời? Ôi cái con gì? Ôi giống con gà chắc đây quay. Ôi nó đang đi nó chuột mình kìa. Ôi con này một con sắt nó kìa các bạn ơi. Con gì mà nhiều quá vậy? Ôi chết rồi chết rồi, chuyện gì xảy ra vậy các bạn? Sao lại có thêm một con mới nữa kìa các bạn ơi. Đừng nói ơi ơi. Đừng nói là hôm nay là tận thế của tôn gà e nè nha, tận thế tới rồi. Giờ làm sao đây anh ơi, tụi nó đâu qua, giờ làm sao bây giờ, không biết cách nào luôn các bạn ơi. Tụi mình chết chắc rồi. Ôi sao mình nghe cái tiếng gì, ôi có cái radio, ôi đúng rồi, mình có một cái radio. Ôi, alo, 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 ai vậy, alo, ai gọi vậy? Đúng rồi, tụi tôi đang gặp tận thế tôn gà chấm bé đen, ghê lắm, trời ơi, biết cái đầu nó bay luôn kìa. Ôi tới vị trí này anh ơi, có một cái vị trí an toàn khác kìa, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Được rồi, bây giờ tôi sẽ tới địa chỉ của mọi người liền, nhanh lên, đi thôi các bạn ơi. Trời đất ơi, hên quá mình có đem theo cái radio cứu trợ các bạn, được rồi, đi thôi. Hình như theo định vị của cái ông đó là ở gần đây nè nhanh lên, tìm xem thử cái định vị gần đây lắm, xem thử là cái chỗ mà an toàn. Ôi, mọi người ơi, có thấy cái gì đằng kia không kìa? Hình như là một cái đường ray hả? Hình như có một cái đường tàu xe lửa ở hướng này nè, mọi người đi theo tôi thôi coi. Ui, hình như đây chính là cái chỗ mà ông đó nói kìa, các bạn đi theo, đi theo. Wow, đây rồi các bạn ơi. Đây chính là cái trạm số 1 các bạn, trạm đầu tiên. Ôi hình như đây là một cái đường tàu sau đó. Ôi hình như ôi có người ở đây nè. Ôi chào ông, cho tôi hỏi đây có phải là cái trạm mà an toàn không ạ? Ông có phải là người tôi đã liên lạc qua radio? À đúng rồi, ông là người đã liên lạc với tôi radio. Là tụi tôi là những người cần giúp đỡ đây. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Trời ơi, tụi nó đang sắp tới rồi đó. Được rồi, bây giờ lấy vũ khí đi rồi lên tàu. Lấy vũ khí à? Ôi ơi, vũ khí à? Trong này ông có nhiều vũ khí lắm nè mọi người. Ôi mình có thể lấy súng rồi đạn mà kiếm đâu. Ôi trời quá trời quá đất luôn, để mình lấy súng đạn kiếm nè. Ôi nhưng mà ở dưới hình như là mình chưa có đủ để mình lấy được các bạn ơi. Những cái vũ khí ở dưới chính là những cái vũ khí mà qua các người qua trạm tiếp theo các người mới có thể lấy được. Ồ, phải qua trạm tiếp theo các bạn, tại vì cái này mới là trạm đầu tiên thôi. Được rồi, vậy bây giờ anh em lấy đủ vũ khí sau đó mình lên tàu. Như tàu là cái này nè, mở cái này nè. Ôi đúng rồi đây các bạn ơi. Được rồi, anh em sẵn sàng sẵn chưa? Lên tàu này, lên tàu này, lên tàu nè. Lên đi. Ok ok. Sau khi nó lên đủ rồi thì mình sống lại. Được rồi, chuẩn bị khởi hành thôi nào các bạn ơi. Let's go. Được rồi, khởi hành thôi. Ui, tàu nó bắt đầu chạy rồi nè. Anh em nhìn hai bên kia, bây giờ chúng ta đang chạy thẳng vô rừng kia đây. Thôi, trên này em nghĩ là an toàn, bây giờ mình chỉ cần hả đóng cái này lại một cái đã. Vậy là có vẻ an toàn rồi các bạn. Vậy thì không lâu mấy phần nữa theo. Vậy là tận thế tô gà SE nó không có rượt theo mình được nữa ha 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 ha. Không hẳn đâu tô gà. Ý mày là sao? Quái vật đang đến là đừng nói là. Là vậy. Tụi nó đang rượt theo cái tàu của mình kia nè mày. Nhìn kia, nhìn kia, nhìn kia. Ôi, bắn đó, mày, mày, mày đây coi trời. Ôi, mọi người đây, mọi người đang coi chừng nha, coi chừng. Mày, mọi người chia ra. Ôi ở đông quá vậy. Mày. Thôi rồi. Tụi nó đông quá kìa em ơi. Sự tụi đây nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đông quá kìa. Ôi trời. Tụi nó đông. Ôi tụi nó đi quá. Mày đây con, mày đây con, mày đây con, mày đây con. Ôi nó ra con cuối luôn. Con chùm kìa, con chùm kìa. Ôi mày đây con. Ôi đó chính là tô gà SE level 2 đó coi. Còn đó chính là con chùm của ngày hôm nay đó các bạn. Ôi mày. Ôi nó sắp nó lên sau cái bụi cây kìa đó. Ôi nó rồi. Ôi nó chết rồi. Không ngờ là bây giờ mình chạy trên cái tàu nhanh như vậy mà tụi nó không được sao được các bạn. Đúng là tận thế tô gà chấm bé đen mà. Được rồi, đóng này là đóng này lại. Ôi, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Ôi, vậy là sao? Ôi, sao nghe tiếng bíp bíp vậy ta? Ôi, tiếng gì vậy? Hình như đó chỉ là tiếng chúng ta sắp tới trạm tiếp theo rồi đó anh em ơi. Wow, hình như tàu nó dừng lại rồi nè. Như mình tới trạm tiếp theo rồi kìa anh em ơi. Trạm số 2 kìa.
các bạn ơi, được rồi, vậy là mình đã vượt qua gọi là trạm đầu tiên để tới trạm thứ hai, và mình đã đánh bại những cái con SE đầu tiên. Ôi, rồi đây bạn, leo xuống tàu đi, xuống tàu đi. Được rồi, để coi thử cái trạm thứ hai này sẽ cung cấp cho chúng ta những cái vũ khí mới nào các bạn. Chúng ta có 3 món vũ khí mới hồi nãy không mua được nhưng mà giờ mua được rồi nè. Đầu tiên chúng ta có đó chính là nâng cấp vũ khí nè. À, một cái thứ hai đó chính là một cái khẩu súng trường các bạn. Wow, nhìn nó mạnh hơn khẩu súng lục nhiều lắm. Và cuối cùng đó chính là một quả bom choáng. Wow, quá trời quá đất rồi, anh em lấy đi, anh em lấy đi. Quá trời vũ khí được nâng cấp luôn các bạn. Được rồi, bây giờ ta coi còn cái gì nữa bên này. Ôi, bên này có thêm một ông mới nữa đây các bạn. Hình như ông này là ông làm được cái gì đây. Ui, hình như đây chính là súng tự động và gai và bình hồi máu. À, tôi nghĩ là cái này có thể gắn vô được cái chiếc tàu của mình đó các bạn. Được rồi, để tôi mua thử cái gai coi thử là lấy được cái gai này. À, đó được rồi. Và bây giờ mình sẽ sử dụng cái gai này, mình gắn vô cái tàu mình xem thử thế nào các bạn. Được rồi, gắn vô tàu thế nào hãy cho. Có những cái gai này sẽ khiến những cái con mà tôi gà ở đây nó tới gần một cái là những cái gai này nó sẽ gây sát thương lên đó. À, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Anh em đã lấy đủ vũ khí chưa? Chúng ta chuẩn bị lên trạm tiếp theo nào anh em ơi. Đúng rồi. Ok, đúng rồi. Vậy thì mở cái này xuống có chừng gai đâm. Bây giờ cái thằng gai đâm kia, gai đâm trời đó, cái thằng này nó tự mình vô cái bẫy mình. Được rồi, lên tàu. Được rồi. Tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người trong ở trạm thứ ba nha. Được rồi, lên đi. Được rồi, đóng cái tàu lại này và chúng ta chuẩn bị khởi động thôi, khởi hành thôi. Được rồi, khởi hành thôi. Bây giờ chúng ta đang tới trạm thứ ba và chỉ cần tới trạm cuối cùng là chúng ta có thể chiến thắng. Ôi trời ơi, quái vật lại đến rồi, rồi để coi. Lên đi. Ôi, to gà đây là một con gà. Bắt nó đi. Rồi bay 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 bay. Ôi, không những có con gà đây là ba mà còn có những con gà ma lai nữa các bạn. Ôi, bắt nó chết là nó bay cái đầu kìa. Ôi giời ơi, đừng có vậy trời ơi. Đó chính là cái con mà sau khi mình giết nó là nó sẽ rớt lên cái đầu và nó bay tiếp các bạn ơi. Họ nó tại nhìn gì cái đầu nó bay lên. Ôi, đừng có vậy, đừng có vậy. Tiêu diệt ơi. Được rồi, bom choáng nè. Cho. Trời ơi, trời quá trời ơi. Ôi, 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 tụi nó đông quá vậy, tụi nó đông quá vậy. Bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn. Trời ơi, tụi nó đông quá kìa các bạn ơi. Ôi giời. Tiêu diệt tụi nó đi anh em ơi, đông quá nó bu vô cái tàu của mình kìa. Nhiều quá, nhiều quá. Ôi, đông quá vậy, đông quá. Đắng kìa, đắng kìa. Con bot là sự kết hợp của những cái con tô gà đây là một chút các bạn ơi. Trời ơi, tụi nó bu vô cái tàu để mở cái này ra. Ôi trời ơi, đông quá, đông quá. Ôi, quá chừng quá, đừng bắn tiếp đi. Mày này con. Đẩy lùi lại, đẩy lùi lại. Con này đang tới, đừng cho nó tới gần. Con này mà nó tới gần một cái là mình sẽ hư tàu mất mấy bạn ơi. Ôi, đằng trước cũng đông quá trời nè. Ôi, tôi bị rớt cái tàu rồi. Ôi, mọi người lo đằng sau đi, tôi lo đằng trước kìa. Mày. Ôi, tôi tiêu gì được có boss rồi, bây giờ còn nó giết nó mấy con đằng sau đi bay. Mày mấy cái đầu mình. Ôi giời, mấy cái đầu lơ lửng ghê quá các bạn ơi. Trời, nó coi nhìn kia các bạn, nó bu vô cái tàu của tôi, nó cắn xé cái tàu các bạn ơi. Còn mấy cái đầu ơi, cố lên em ơi, tiêu diệt nó đi. Mày này con mấy con cuối cùng. Ôi, được rồi, con cuối cùng. Trời đất ơi. Cuối cùng không gì hết thì rồi các bạn ơi, ơi kiểm tra cái tàu xem thử có chỗ nào hư hỏng không xíu, mình còn sửa nó kìa. Ôi, ơi tôi nghe tiếng bíp bíp rồi kìa, chuẩn bị tới trạm tiếp theo kìa em ơi. Ôi, như tàu dừng lại. Chúng ta tới trạm tiếp theo kìa em ơi, trạm số 3 đúng rồi. Được rồi, mọi người xuống tàu. Được rồi, để xem lần này ông này sẽ cho mình cung cấp thêm những cái gì. Ơi nhưng mà trước tiên mình phải sửa cái tàu này. Ủa cái cờ lê à, đúng rồi, để mình sửa tàu cho các bạn. Rồi mình sửa tàu này để ta mua đồ cho các bạn ơi. Rồi rồi, tụi nó đánh mời tàu mình nó lủng hết luôn. Được rồi, để mình coi thử có đồ gì mới không nào. Wow, đây rồi các bạn ơi, đồ tiếp theo chúng ta có thể mua được đó chính là một cái khẩu gọi là súng mini gắn 6 nòng các bạn. Và thêm đó chính là lựu đạn đó. Trời đất ơi, đem lượm lấy cái lựu đạn có gì xíu quan là trời đất ơi. Lựu đạn này mình có thể dùng gọi là mình tấn công là diện rộng để có thể tiêu diệt được những cái khi mà đông đó anh em. Được rồi, để mình lấy thêm lựu đạn. Được rồi, còn bên kia thì có gì mới không? Có gì mới à? Hồi nãy mình có gọi là mình thấy một cái khẩu súng này rồi, súng tự động. Mình sẽ dùng khẩu súng tự động này để lắp vô cái tàu của mình các bạn ơi, để tăng thêm gọi là sức phòng thủ. Được rồi, lắp cho nào hãy cha. Mình đã lắp thành công cái súng này đây các bạn, nhìn kia đó. Bây giờ chúng ta đã có những khẩu súng tự động bên trên những cái gai này rồi. Và bây giờ chúng ta ơi tự tin về sức phòng thủ. Ơi nhưng mà mày sửa xong cái tàu cho. Ôi trời ơi, nhìn cái tàu mình đã sửa lại được kia các bạn ơi. À nhìn cũng được rồi đó. Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta đã sẵn sàng cho cái chỗ trạm tiếp theo rồi đó, chuẩn bị lên tàu rồi. Tạm biệt mấy anh em. Được rồi, mở tàu đây em, lên đi nhanh em. Chuẩn bị nè, không còn thời gian đâu, tận thế sắp tới rồi. Được rồi, khởi hành thôi. Và những cái khẩu súng của tôi nó bắt đầu hoạt động rồi, nó bắn ra những cái viên đạn kia coi. Được rồi, bây giờ những cái con tiếp theo mau tới đi. Ôi, nó tới thì rồi kìa đúng rồi. Được rồi, ôi bà này có nghe. Ôi, quăng bom đi, sử dụng lũ đạn đây. Mày này, lũ đạn xịn quá các bạn. Mày này, được rồi, mini gun này. Ôi, mày, được rồi, để tôi quăng cái bom chó cái ngoài hay. Trời ơi, bắn đi, đông quá đi. Hình như mình tiêu diệt hết mấy con xung quanh rồi. Ôi, nhưng mà chung cuối kìa, chỉ là tô gà đa level mới kìa em ơi. Ôi, nó tới gần rồi kìa. Ôi, nó tấn công tàu của mày, Mày, ai cho mày tấn công tàu của tao? Đánh đây cái con kia. Ôi, trời ơi, nó cắn tàu của mình kìa. Ôi, ai, tôi đang lấy đạn, tôi đang lấy đạn. Em ơi, né ra, để tôi bắn
cái con này nó trâu quá các bạn ơi. Ôi mày đẩy nó, đẩy nó đi ơi. Trời ơi, nó trâu quá vậy trời. Này trâu vậy coi. Nó rớt khỏi cái thang luôn. Ôi trời ơi. Ôi mày ơi, nó rớt xuống bậc núi luôn rồi các bạn. Trời đất ơi, cuối cùng cũng tiêu diệt được con đó nó mạnh thiệt sự luôn á. Hên quá là mọi thứ đã xong rồi các bạn nha. Cái tàu mình sắp hư rồi. Trời ơi, nhanh lên tới trạm nhanh lên để chúng ta còn sửa cái tàu nữa kìa. Ôi hình như sắp tới trạm rồi, nghe tiếng bíp bíp rồi kìa đó mày. Được rồi, tới trạm thôi nào. Hình như tới chạm rồi nè, trời đất ơi, qua cái tàu vừa kịp luôn các bạn. Cái tàu nó bốc khói nó về sửa lẹ đi các bạn, để mình còn rồi cái gì. Hình như đây chỉ là trạm cuối cùng rồi kìa đó mày, chữ nó màu đỏ luôn. Vậy bây giờ chỉ cần qua được cái trạm này là chúng ta sẽ gọi là an toàn đó các bạn. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải cố gắng, tại vì hồi nãy là tôi thấy mình sắp tua luôn đó các bạn, tàu mình sắp hư luôn. Nên là bây giờ chúng ta phải bảo kê cái tàu mình hơn nữa. Được rồi, để coi ông chú này lần này sẽ cho mình những cái gì đây. Và lần này chúng ta có thêm một món vũ khí mới được cung cấp, bên như là cái gì đây, khẩu súng từ địa ngục sao ghê vậy. Đây coi súng này là súng gì đây. Ôi trời ơi, súng này nhìn xịn lắm nè, nó nhìn nè, bom được ra lửa rồi, em quá xịn luôn. Được rồi Huy sửa tàu xong chưa, nhanh lên để mình còn đi nữa kìa. Anh sửa sắp xong rồi, trời ơi, Huy đang sửa tàu chưa xong các bạn, nhanh lên để mình qua đây coi thử có gì nữa không các bạn ơi. Bên này còn có mấy cái bình hồi máu mà mình quên lấy nè các bạn, mỗi người mỗi bình máu này, lấy lỡ xíu mình hết máu mình còn xài nè các bạn ơi. Được rồi Huy sửa xong thì kêu tụi tao ra chuẩn bị các bạn, chúng ta hãy chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng thôi nào. Rồi sửa xong rồi. Tàu nó đã hết bốc khói rồi. Còn bây giờ thì chúng ta chuẩn bị lên tàu cho trận chiến quyết định đó. Ôi, hình như hồi nãy tôi mua cái tên là nâng cấp vũ khí mà tôi quên nó là cái gì. Ôi, để mình xài thử, bây giờ xài thử coi các bạn nhé. Cánh tay coi, để tôi quăng cái này thử coi. Hay cha. Ôi, mình nâng cấp vũ khí đó là cái gì? Hình như đây chỉ là một khẩu đại pháo đó các bạn, nhìn kìa nó như một cái quả tên lửa vậy. Ôi, vậy xin chào, đây chỉ là vũ khí bí mật của chúng ta đó các bạn ơi. Được rồi, khởi hành thôi. Và anh rồi nè, em ơi, chuẩn bị anh em ơi. Không biết lần này đối diện với chúng ta sẽ là những cái con quái vật gì đây nữa các bạn ơi. Chuẩn bị thôi là tôi rung quá. Ôi quái vật đã đến rồi kìa. Đây chỉ là con gì đây, ngon thì mày ra đi, tao không sợ mày đâu. Hình như tôi thấy bóng dáng của con gì đó bự lắm kìa. To gà cho Ben Hela vừa mới nhất kìa anh em ơi. Và cũng đừng quên bấm vô cái chuông để nhận được tất cả thông báo. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người đi các bạn ơi. Bye bye. Bye bye.